Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lương Cà Phê. Ngay tại thời điểm tôi đang nói này thì hiện tại đang có 3 địa điểm xe cà phê pha máy của Lương Cà Phê đang đổ bộ và đồng loạt khai trương tại 3 điểm cầu. Tôi hiện nay thì tôi đang ở điểm cầu thứ nhất là địa chỉ là 259 tổ 19 Bến Cam, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Điểm cầu thứ hai thì ở 309 Lê Văn Thịnh, Cát Lái, quận 2. Điểm cầu thứ ba thì ở 893 Hậu Giang, quận 6. Đó, thì mời các bạn cùng chúng tôi vào hòa chung vào cái không khí khai trương tương bừng tại các điểm xe chúng ta. Và hiện nay thì tôi đang ở cái điểm cầu thứ nhất ở Nhân Trạch Đồng Nai á. Thì được biết là anh chủ quán của chúng ta là một người cực kỳ bản lĩnh và quyết đoán. Trong mùa dịch thì mọi người thường là cân nhắc cái việc mà đầu tư làm ăn, thì hiện nay thì anh chủ quán chúng ta thì là một người rất là mạnh dạn và là người quyết định, là người tiên phong đặt chiếc xe cà phê pha máy của Lương Cà Phê ở đây. Anh nhìn thấy trước được cái tiềm năng của cái mô hình xe cà phê pha máy này. Ok, và chúng ta cùng vào xem địa điểm xe đầu tiên chúng ta khai trương như thế nào nhé. Ok, mời các bạn cùng đồng hành với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin giới thiệu mọi người thì đây là anh Khoa, chủ địa điểm xe tại địa chỉ là Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì xin mời anh Khoa giới thiệu với mọi người cùng biết về cái địa điểm xe của mình và thông tin của mình. Em tên là Nguyễn Đăng Khoa, em mới nhận quyền xe thương hiệu xe cà phê pha máy đầu tiên tại khu công nghiệp Đồng Nai. Hệ thống này rất là chỉnh chu và chu đáo, tất cả về mặt thôi mà. Cảm ơn ekip của Leon Cà Phê Kỳ Khai Trương đã xuống hỗ trợ cùng em ạ. Dạ vâng. Thì em không biết là em thấy là cái trong thời gian gần đây là cái mùa dịch Covid nó cũng căng thẳng, thì không biết là lý do tại sao mình lại có nhiều người họ cũng cân nhắc về cái vấn đề mà đầu tư làm ăn này kia. Tại sao lý do tại sao mình lại quyết định lại vẫn đặt chiếc xe cà phê của Leon Cà Phê ở đây ạ? Tại hiện tại bây giờ nếu như mùa dịch Covid thì tâm lý của khách hàng là chủ yếu là chỉ mang về và không ngồi lại. Thì em đánh tâm lý đó thì em nhượng quyền thương hiệu là xe cà phê mang về của Leon Cà Phê để đánh vào tâm lý của khách hàng. Dạ vâng. Tức là mình thấy là trong mùa dịch Covid này thì người ta hạn chế ngồi lại quán, nên cái tiềm năng mà dành cho bán mang đi thì nó sẽ tiềm năng trong mùa dịch này, càng mùa dịch thì càng mang đi nhiều đúng không anh? Dạ đúng rồi. Bởi vì người ta hạn chế ngồi lại quán, hạn chế tiếp xúc. Dạ vâng. Thì thế là mình thấy được trước cái tiềm năng đấy là mình vẫn quyết định là mình đặt chiếc xe cà phê pha máy này. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Thì không biết là ở cái khu vực này thì đã có chiếc nhiều người họ bán cà phê pha máy chưa mà mình lại quyết định mình đặt cà phê pha máy ở đây? Hiện tại bây giờ thì trên cung đường hiện tại bây giờ các bạn đang thấy thì chưa có hệ thống pha máy nào ở đây. Em muốn là em là người đầu tiên nhượng quyền thương hiệu lên cà phê pha máy đầu tiên ở khu công nghiệp Tân Trạch. Giờ là cái khu vực này là chưa có cái hệ thống của pha máy cà phê pha máy nào. Dạ đúng, chính xác. Giờ là mình quyết định mình là người tiên phong đặt cái chiếc xe cà phê pha máy ở cái khu công nghiệp Đồng Nai này. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Không biết là mình thấy cái tiềm năng phát triển của cái mô hình này như thế nào mà mình là quyết định mình đặt chiếc xe pha máy ở cái khu vực mà chưa có này. Dạ thứ nhất thì về cái đội ngũ và cái ngoại hình của Leon Cà Phê rất là bắt mắt. Dạ. Thứ hai là trên khu công nghiệp thì khách hàng nhiều. Dạ. Em muốn là nhượng quyền thương hiệu của Leon Cà Phê để là người đầu tiên là xe cà phê pha máy đầu tiên ở đây. Dạ vâng. Dạ. Tức là mình lúc nào mình cũng đặt mục tiêu là mình là cái người tiên phong. Tiên phong. Thường dạ, là những người tiên phong họ sẽ chiếm được cái lượng khách hàng khi mà họ đã quảng bá được cái xe mình rồi á. Dạ. Thì xe mình rồi thường là mình đã có cái lượng khách quen trước. Những cái địa điểm xe sau có thể mở nhưng mà thường là họ sẽ quen với gu cà phê của mình trước đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Tức là em thấy mình là một người rất là quyết đoán đấy chứ. Dạ. Rất quyết đoán với lại một mình trong vừa là trong suy nghĩ cũng như là trong việc mà đầu tư làm ăn và tìm thấy sẵn sàng tìm thấy cái cơ hội ở trong cái mùa dịch mà mọi người thường hay là cân nhắc mà mình vẫn quyết định mình đầu tư làm ăn ở tìm thấy thời cơ ở trong cái mùa dịch này. Dạ vâng. Thì em cảm ơn anh. Thì em chúc anh thì ngày khai trương Hồng Phát mình có thể là sắp tới mình có thể là ổn định hơn thì mình có thể là phát triển thêm nhiều những cái địa điểm nữa để mình có thể là đánh chiếm cái khu vực này của mình, là cái khu vực này là hệ thống xe của mình nữa. Ok. Rồi, em cảm ơn anh Khoa. Thì không biết là mình có lời nào nhắn nhủ với những người mà họ đang có cái mong muốn là đặt xe cà phê mang đi nhưng mà họ lại đang có những cái khúc mắc về mùa dịch hay là về những cái kinh tế này kia. Dạ thì cái này thì em muốn gửi cho những người mà giống em là nhận quyền thương hiệu Leon Cà Phê. Dạ. Thì thứ nhất là cái đội ngũ chỉnh chu ekip của Leon Cà Phê rất là chu đáo.
Cái thứ hai là chính sách thu hồi của Liên Cà Phê Cúp là chuẩn như hiện nay. Tất cả các xe cà phê pha máy hiện tại bây giờ là chưa có chính sách thu hồi như Liên Cà Phê. Cảm ơn Liên Cà Phê rất nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Rồi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Hùng rất là nhiều ạ. Và hiện tại tôi đang có mặt tại điểm cầu thứ hai của ngày hôm nay, đó chính là số 309 đường Lê Văn Thịnh nối dài phường Cát Lái, quận 2. Và đằng sau tôi là xe cà phê pha máy mang đi của Leon Coffee. Như các bạn cũng đã thấy thì với cuộc sống hàng ngày bận rộn thì chúng ta cần một ly cà phê thật là nhanh, gọn, lẹ để mình có thể thưởng thức được đậm đà vị cà phê mà vẫn không mất quá nhiều thời gian với một cuộc sống đầy đủ tấp nập như thế này. Và các bạn hãy cùng theo chân tôi đến để xem anh chủ quán cùng với nhân viên luôn bên Leon Cafe đang pha chế như thế nào nhé. Thì với một mình xe cà phê mà mình mang đi như thế này thì rất là phù hợp với nhịp sống của thời buổi hiện tại, có tính chất là nhanh gọn tiện lợi và chỉ cho phóng thang của mình thưởng thức một ly cà phê đúng vị trong một chuẩn và đúng theo những bí quyết độc đáo riêng của Leon Cafe. Và người mua uống trực tiếp thì họ sẽ thấy được cách mà bạn xay, bạn pha và bạn làm nên một ly cà phê đúng chuẩn của Leon Cafe là như thế nào, với đầy đủ tính chất là đậm đà, thơm nồng, quyến rũ. Và chúng ta hãy cùng bỏ lỡ qua chương trình khuyến mãi đang có tại số 309 đường Lê Văn Thịnh, quận Cát Lái, quận 2. Đang có chương trình khuyến mãi độc giá là 10.000 cà phê sữa, cà phê đá từ ngày 8/8 cho đến ngày 10/8. Và chúng ta hãy cùng đến với địa điểm tiếp theo của ngày hôm nay là điểm cầu số 3, là số 893A đường Hậu Giang, quận 6, cùng với anh Nam. Cảm ơn bạn Bình rất là nhiều. Thì hiện tại Leon Coffee đang có mặt tại điểm cầu khai trương thứ 3. Vị trí của điểm cầu là 893A Hậu Giang, phường 11, quận 6. Thì ở đây đang diễn ra chương trình khai trương cà phê đồng giá 10K áp dụng với cà phê đen và cà phê sữa. Thì các bạn ai ở gần khu vực này thì có thể đến ngay điểm cầu này để thưởng thức ngay cho mình một ly cà phê nha. Thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu cà phê espresso pha máy là như thế nào và cà phê sạch là như thế nào. Thì mình hãy cùng nhau vào bên trong tìm hiểu nha. Và đây là vị trí điểm cầu của chúng ta. Cà phê máy đồng giá 10K nè. Địa điểm là 893A Hậu Giang, phường 11, quận 6. Ở phía dưới là số điện thoại của chủ chi nhánh. Thì các bạn khi mà ship mang đi thì các bạn có thể gọi cho số này nha. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong tìm hiểu thử cà phê espresso là như thế nào. Chị Thảo ơi, chị Thảo pha giùm em một ly cà phê đen nha. Quy trình nè. Thì bỏ cà phê vào filler. Nén. Và xiết vào máy. Ủa chị Thảo, cà phê espresso là cà phê sao vậy chị? Là cà phê sạch 100% được pha từ máy vậy. Vậy là cà phê sạch espresso có nghĩa là cà phê được pha từ 100% cà phê sạch nguyên chất, được pha ra từ máy thì nó được gọi là cà phê espresso thôi. Và đây là ly cà phê của chị Thảo mới vừa pha cho chúng ta lúc nãy. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử ly cà phê này với mình nha. Ly cà phê này nó có vị thơm, chua nhẹ nhẹ, đắng đậm, rất là dễ chịu. Nó có thể uống sau một cái buổi trưa làm việc hoặc là buổi sáng thức dậy. Nó có thể giúp mình tỉnh táo hơn, bắt đầu một ngày làm việc mới. Thì các bạn có thể thấy ly cà phê này rất là tuyệt vời luôn. Về bọt nè, độ đậm màu cà phê nè, không còn gì bằng khi mà chúng ta được thưởng thức một ly cà phê như vậy. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay điểm cầu khai trương 893A Hậu Giang, phường 11, quận 6 để thưởng thức ngay cho mình một ly cà phê giống tôi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với bạn Hùng tại điểm cầu khai trương số 259 ở Nhân Trạch, Đồng Nai nha. Tạm biệt các bạn. Thì cái trong mùa dịch Covid này á, nó đang là một trong những cái thách thức dành cho những ai mà đang có ý định mà đầu tư về mảng quán cà phê mang đi, về kinh doanh làm ăn, đầu tư làm ăn. Nên chúng ta hãy lựa chọn những cái
loại hình và hoặc là cái mô hình mà nó phù hợp. Nếu như hiện nay bạn tính mở một quán cà phê ở trong khu trong cái mùa dịch này ấy, thì bạn phải tốn rất nhiều chi phí về mặt bằng, và chưa kể là cái chi phí đầu tư dành cho một cái quán cà phê thì nó rất là nhiều đó. Nhưng mà các bạn, mà chưa kể là trong cái thời gì mà dịch Covid này thì người ta sẽ hạn chế cái việc mà ngồi lại quán và hạn chế cái việc tiếp xúc đông người, nên cái mô hình mà xe cà phê pha máy bán mang đi này nó đang là một cái xu hướng và đang là một cái phương án tối ưu dành cho bạn. Bởi vì thứ nhất là bạn chi phí đầu tư dành cho một cái mô hình xe cà phê pha máy chọn gói của Liêu Cà Phê, nhượng quyền chọn gói của Liêu Cà Phê thì hiện nay chỉ có giá chỉ có chi phí đầu tư bằng 1/5 so với chi phí mà đầu tư một cái quán cà phê đó. Chưa kể là cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này thì hiện nay người ta rất là chuộng, bởi vì người ta sẽ chuộng mang đi nhiều đó, đi làm hoặc là đi công việc là họ ghé qua họ mua họ rồi họ đi luôn, chứ người ta hạn chế cái việc ngồi lại. Nên cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này đang là một xu hướng và một phương án tối ưu dành cho bạn trong cái mùa dịch này. Ok.